Số môi trường kinh doanh BCI quý tư năm 2014 vừa được Phòng Thương mại châu Eurocharm công bố. Theo đó, chỉ số này đã tăng 4 điểm so với quý trước lên 78 điểm, cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam tiếp tục tăng. Theo Eurocharm, BCI quý 4 năm qua tăng chủ yếu do ngày càng nhiều doanh nghiệp châu Âu nhận định tình hình vĩ mô tại Việt Nam thuận lợi, đồng thời lạc quan vào tiến trình đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU. Có 52% công ty đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại tăng so với 48% của quý trước. 62% doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh doanh. Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp tin tưởng vào sự ổn định của kinh tế vĩ mô có phần giảm nhẹ so với quý trước, nhưng khoảng 50% doanh nghiệp nhận định tuyển dụng đầu tư vào doanh thu tại Việt Nam có thể sẽ tăng trong trung hạn. 40% doanh nghiệp nhận định giá dầu lao dốc sẽ là một yếu tố chủ chốt giúp cho Việt Nam thu hút đầu tư. Tuy nhiên, các doanh nghiệp châu Âu cũng bày tỏ sự lo ngại về thiếu hụt năng lượng tại Việt Nam.